Trong bài học ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn đưa những khối hình dạng đặc biệt vào trong dự án của chúng ta từ phần mềm Formit. Các bạn có thể đưa các khối có hình dạng đặc biệt vào bằng cái công cụ đó là Create Primitive. Khi bạn kích vào đây, chúng ta sẽ có các khối như là khối hình vuông, hộp vuông, khối nửa hình cầu, khối hình kim tự tháp, khối hình trụ và khối mái như thế này. Đầu tiên chúng ta sẽ thử tạo một khối hình hộp vuông, tìm tắt là ALTB. Các bạn khi kích chuột vào, chúng ta sẽ có một cái hình khối hộp vuông như thế này. Và các bạn kích chuột vào cái vị trí mà các bạn mong muốn. Như thế này nhỉ? Chúng ta đã tạo ra được một khối hình hộp vuông. Hoặc các bạn có thể tạo ra được một nửa hình cầu như thế này. Rất là đơn giản. Đấy. Các bạn cũng có thể bắt điểm nó vào tâm của cái mặt phẳng hình vuông này chẳng hạn. Đấy, rất là đơn giản. Tiếp theo chúng ta sẽ có cái hình kim tự tháp. Tương tự các bạn có thể tạo ra và đặt nó như thế này. Đấy, lệnh tắt của nó là các bạn có thể thấy đây. ALTP. Đấy, các bạn tương tự cũng có thể đặt vào những cái vị trí mà các bạn mong muốn như thế này. Đấy, nó sẽ vừa khít luôn cái khối hình hộp vuông của chúng ta. Tiếp theo đấy chính là hình trụ. Thì chúng ta sẽ có cái phím ALTC. Và cũng rất là đơn giản. Đấy, các bạn sẽ thấy đây. Các bạn có thể đặt nó rất là tự do. Đấy, có thể đặt nó vào cái tâm đây ạ. Đấy. Và cuối cùng đây là công cụ tạo mái Create Group ALTR. Đấy, các bạn có thể đặt nó như này. Đấy, nó cũng sẽ vừa kít luôn như thế này chẳng hạn. Thì tại sao Formit lại cho chúng ta những cái khối như này? Đơn giản là bởi vì trong quá trình chúng ta dựng hình và lên ý tưởng, chúng ta sẽ thường xuyên làm việc với những cái hình dạng khối có những cái hình dạng như thế này, đặc biệt như thế này. Thì cái phần mềm Formit sẽ cho chúng ta các công cụ để tạo ra những cái khối này luôn và không mất thời gian nhiều để chúng ta tạo ra những khối này bằng các lệnh vẽ đơn giản này nữa. Và khi đó khi chúng ta tạo những cái khối này thì các bạn hoàn toàn có thể áp dụng vào công trình của chúng ta. Còn vấn đề kích thước thì hoàn toàn các bạn có thể co kéo bằng các cái lệnh scale và sau này mình sẽ hướng dẫn các bạn. Thì đấy là những cái hướng dẫn cơ bản để các bạn có thể tạo ra những cái khối đặc biệt ở trong phần mềm Formit. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bài học lần sau.